Hello, welcome back to my channel. Video hôm nay tôi sẽ chơi tất cả là 8 game ở đây. Game đầu tiên có tên là Hello Label. Xin chào ông hàng xóm. Download có vẻ hơi lâu. Sang xin mình. Đấy. Kính này. Đấy, chỗ qua xe. Chưa có xe lấy cục 500. Ui chạy chạy chạy. Ô, phát hiện này. Lên cửa cửa. Ngắt điện. Có làm gì đâu.
Leopardo Jalapovic Namoy Nakao Lichit. Ok, chúng ta đã thành công chui xuống tầng hầm nhà ông hàng xóm. Xong đèn pin kìa. Đặt cầu dao. Bóng đang xem phim này. Gắt. Ok. Xuống tầng hầm. Game. Ok, chúng ta sẽ làm một game tiếp theo có tên là Dialo Hunters. Wow. Thank you.
còn bay xa đâu có nước này. Đúng rồi. Mày đáng rồi. Cầm súng bắn tầm ngắn có thể giờ ra mà. Thầy ơn. Chưa đủ. Chặt túi rồi. Ok, con game tiếp theo có tên là Deep Rain Shoes. Ui khỏe thế. Ui, hết thời gian.
qua được mọi người đấy. Khó quá. Mình đã còn thiếu thắt thương. Ok. Attack run. Con game tiếp theo có tên là Inside. Đẹp inside khá lâu. Lâu nhỏ. Để nó lan đồ họa cho nó khá mờ. Không lẽ mà chữ A10 được.
tiết sương mù. Cái tủ lạnh. Ui, con chó nó cắn người này. Ok, chết rồi. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.